Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 9 tháng 3, nhóm nghiên cứu khoa Văn hóa học thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với hiện trạng cảnh quan bến Bạch Đằng. Bên lề chương trình tọa đàm trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, cựu nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến, người rất tâm huyết với bến Bạch Đằng, chia sẻ: việc lắng nghe ý kiến của người dân, chuyên gia, trí thức nếu diễn ra sớm hơn thì việc chỉnh trang khu bến Bạch Đằng sẽ càng hoàn thiện, thành công hơn nữa. Trong chuyên mục nhận định lần này, chúng tôi kính mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến của ông Trần Hữu Phúc Tiến về chỉnh trang bến Bạch Đằng. Thưa ông, việc chỉnh trang bến Bạch Đằng cho đến nay được đánh giá rất tích cực về chủ trương, chính sách nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện. Theo ông thì đâu là những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới ạ? Như chúng ta đã thấy thì mấy tháng nay thì chúng ta thấy gọi là chỉnh trang cái công viên bến Bạch Đằng đó thì mới hoàn thành. Tuy nhiên phải nói rằng là người dân thì không được tham khảo ý kiến trước. Thì giá như mà trước khi chỉnh trang đó người dân được tính tham gia đánh giá rồi góp ý đó, thì tôi nghĩ là công viên này sẽ nhiều cái hoàn chỉnh hơn. Còn hiện giờ thì phải nói rằng là nó là một cái địa điểm mà người ta thấy là có bãi cỏ, có không gian thoáng mát nhưng mà nó có những cái còn bất tiện. Thí dụ như là không có nơi để gửi xe, rồi cây xanh là thiếu, rồi ghế ngồi cho đúng cái kiểu gọi là công viên nó cũng chưa phải, nó cũng chỉ là những cái khối đá vuông thôi. Rồi các cái lan can mà dọc theo bờ sông đó thì nó rất là đơn giản mà thậm chí có thể nói là nó không đẹp, nó không xứng đáng với một cái bờ sông Sài Gòn như vậy. Có thể về mặt mỹ thuật, về mặt cảnh quan thì còn thiếu rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thiếu lớn nhất là thiếu cái lịch sử. Mà cái lịch sử này chúng ta có thể bổ sung ngay mà nó không có tốn kém. Thứ nhất là người dân đến đây thì đương nhiên là sẽ phải hiểu biết là đây là cái mặt tiền của cái trung tâm thành phố. Nhìn qua cái bên kia là Thủ Thiêm. Đương nhiên là một người dân hay là một người sinh trưởng ở đây hoặc là một người dân mới đến ở đây đó thì bao giờ cũng sẽ suy nghĩ rằng là ngày xưa chỗ này nó là cái gì. Thì tôi cho rằng là cái còn thiếu những cái gọi là thông tin lịch sử. Nó có cần có thể thể hiện qua là những cái bảng thông tin, bia lưu niệm, rồi các cái tượng, tiểu tượng, rồi các cái hình thức hiện đại thôi. Bây giờ người ta có thể sử dụng công nghệ, có những cái màn hình cảm ứng đó, thì ít nhất là người ta cũng biết cái cục cờ thử ngữ. Tại sao gọi là cục cờ thử ngữ? Cái chỗ này là treo cờ quốc kỳ hay nó là cái nơi, đúng ra nó là cái nơi đánh tín hiệu cho tàu thuyền vào, mà nó có từ 1862. Rồi chúng ta thấy cái phía mà từ tựa trước tượng Trần Hưng Đạo đó, ngày xưa đó là cái nơi gọi là thủy cát, là nơi ông vua ông ngồi làm việc ở đó, rồi hóng mát. Rồi nguyên cái đoạn mà từ cái Bộ Tư lệnh Hải quân cho đến cái chỗ cục cờ thủ ngữ đó thì nó còn được có một cái danh xưng là bến ngự, là bến dành cho nhà vua. Rồi từng cái vị trí nó đều có những cái câu chuyện rất là hay. Đến nay thì người dân lẫn thành phố nói rất nhiều về bến Bạch Đằng, nhưng theo ông, phạm vi cụ thể của bến Bạch Đằng là gì và nó được cấu thành bởi những bộ phận nào ạ? Đứng về mặt lịch sử thì có thể nói là cái con đường, cái đoạn đường mang tên bến Bạch Đằng đó thì nó bắt đầu từ công trường Mê Linh, từ tượng Trần Hưng Đạo cho đến cái chỗ cột cờ Thủ Ngữ. Rồi từ cột cờ Thủ Ngữ mà đi qua đến cái chỗ mà ngân hàng nhà nước đó thì nó mang cái tên là bến Chương Dương. Rồi sau bến Chương Dương á thì là bến Hàm Tử, vân vân. Thì như vậy thì cái cách gọi như vậy á thì nó mới có từ sau năm 1955. Còn trước đó thời Pháp á thì họ có đặt tên từng cái thời kỳ khác nhau. Trước năm 1870 thì cái con đường mà từ cái ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Tôn Đức Thắng hiện giờ đó chạy đến cái chỗ Ba Son thì nó tên là đường Citadel, là đường Cổ Thành. Rồi sau đó họ lại đổi tên đường đó là từ cái Ba Son cho đến cái cột cầu Thủ Ngữ đó, trước 1870 thì nó lại mang tên là Đại lộ Napoleon. Rồi sau đó thì họ lại chia ra từ cái chỗ mà tượng cái công trường Mê Linh, tượng Trần Hưng Đạo
đến khách sạn Majestic là một cái bến. Từ khách sạn Majestic ra đến cái chỗ cục Thu Ngữ là một cái bến khác. Nó có nhiều cái bến khác nhau và nó là bến tàu. Cho nên bây giờ thì có thể nói là nếu như chúng ta nói cái chữ là bến Bạch Đằng hay là công viên Bến Bạch Đằng thì mình phải tính nó. Thì theo tôi thì hiện giờ nếu lấy theo cái từ năm 1955 đó thì nó là từ cái cột cờ Thủ Ngữ đến trước cái Bộ Tư lệnh Hải quân. Khái niệm trên bến dưới thuyền được nhắc nhiều, vậy cụ thể hiểu như thế nào là trên bến dưới thuyền ạ? Như thế nào là bến tàu thủy ạ? Chúng ta phải nhớ là cái bờ sông Sài Gòn trong lịch sử đó là cái hay còn cái tiếng gọi nó là Vàm Bến Nghé. Nó là cái bến. Bến thì đương nhiên nó phải có tàu. Từ xa xưa đó là người dân Sài Gòn đó, cho dù là có thời Pháp thuộc có đặt tên là tiếng Pháp hay là sau này mình đặt tên là tiếng Việt, thì người dân Sài Gòn như cái thời mà tôi những năm 60 tôi biết, tôi sinh ra vào những năm 60 thì tôi nhớ là người ta chỉ cần gọi rất là đơn giản là đi ra bến tàu, có nghĩa là bến Bạch Đằng đó, có nghĩa là một cái con đường sát bờ sông mà là một cái nơi thuận lợi tàu có thể cập bến vô được. Và cái lòng sông Sài Gòn nó rất là sâu, theo những cái số liệu là nó sâu đến cả 40 mét lận đó. Cho nên là ngay từ thời nhà Nguyễn cho đến là thời Pháp rồi đến sau này của chúng ta đó, nơi đó đã được quy định đó là nơi những cái con tàu chở khách rồi con tàu chở hàng lớn để cập bến. Rồi đồng thời nó lại có cái bến phà Thủ Thiêm. Trước khi có bến Thủ Thiêm thì nó là một cái bến đò để đưa người từ bên cái bờ bên này đi qua bên cái bán đảo Thủ Thiêm. Thì trong cái lịch sử hình ảnh rồi những cái câu chuyện để lại thì cho thấy rằng cái bờ sông Sài Gòn mà nếu chúng ta dùng cái từ gọi là bến Nghé rồi sau này gọi là bến Bạch Đằng đó, thì nó là cái nơi mà chứng kiến, nơi diễn ra cái sinh hoạt cho cả đến những năm 90 là người ta thấy vẫn tàu thuyền qua lại đó. Rồi có những cái nhà hàng nổi, rồi có những cái chiếc ghe, những cái chiếc đò để mà đưa du khách du lịch ra nhỏ nhỏ thôi đi ra. Rồi bến bây giờ thì nó vẫn còn hai cái bến tàu. Rồi thứ nhất là cái bến Waterbus đi dọc lên Thủ Đức đó. Rồi thứ hai là nó có cái bến tàu cao tốc Green Line là để đi Cần Giờ, đi Vũng Tàu và đi xa hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà có cái hình ảnh, có cái bến, có cái tàu, có cái thuyền ở đây là rất phù hợp. Và nó là cái gốc tích của nó đã có rồi. Còn bây giờ thì chúng ta có di chuyển cái cảng Sài Gòn. Bây giờ cái chỗ bến Nhà Rồng chúng ta để ý đó, bến Nhà Rồng bây giờ chỉ còn là nơi cập bến của những con tàu du lịch thôi, chứ không phải là những con tàu chở hàng tới nữa. Nhưng mà cái đoạn bến Bạch Đằng thì chúng ta, thay vì chúng ta có là những cái con tàu chở hàng thì bây giờ là tàu chở khách, thuyền chở khách thì rất là phù hợp. Và như tôi nhấn mạnh, cái cảnh gọi là trên bến dưới thuyền nó không phải là cái điều gì mới mẻ, nó là cái điều vốn có của Sài Gòn và nó là cái đặc trưng, cái bản sắc, cái độc đáo. Thì chúng ta không nên bỏ đi cái độc đáo đó, bởi vì cái độc đáo đó rất cần thiết để cho chúng ta nhớ lại cái hình ảnh Sài Gòn. Nhưng mặt khác đó, thì cái chuyện mà một cái thành phố lớn hiện đại như thế đó thì ở các nước như Bangkok hay là bên Pháp đó, thì nó vẫn cái bên bờ sông đó ngay giữa trung tâm thành phố, nó vẫn có những cái bến tàu du lịch, nó vẫn có những cái bến tàu chở khách. Thì đó là một cái sinh hoạt bình thường, có nghĩa là nó là một cái tiện nghi trong đời sống của đô thị. Do vậy chúng ta cần phải duy trì, chứ không nên là chỉ nghĩ rằng bến Bạch Đằng là cái công viên để cho người ta đi dạo chơi thôi, rồi không có nào không có sử dụng phương tiện tàu thuyền. Còn vấn đề là quy mô cỡ nào, mức độ cỡ nào, ngày giờ nào, vân vân, thì cái chuyện đó thì chúng ta sẽ phải bàn luận kỹ. Làm sao để quy hoạch bến tàu thủy hài hòa, tiện nghi và đẹp mắt, hiện đại với cấu trúc của cả khu vực bến Bạch Đằng ạ? Tôi nghĩ rằng hiện trạng thì chúng ta trông thấy là có cái bến Waterbus nha, và cái bến tàu Green Line. Hiện giờ thì cái cách mà thiết kế đó thì vì trước đây không đặt nó là công viên, nó là một cái khoảng không gian công cộng thôi. Bây giờ thì chúng ta đã làm công viên cho nên cần hài hòa, thì tôi nghĩ là mặt tiền của những cái công trình này đó nó phải thiết kế lại làm sao cho thấy nó nhẹ nhàng, đừng có cái cảm giác là nó lấn át đi cái không gian bờ sông. Mặt khác đó là chúng ta phải chú ý cái thiết kế tầm nhìn từ bên cái mặt sông. Nếu chúng ta đi từ mặt sông vào, ví dụ
Tôi nói cái bến tàu Waterbus Bạch Đằng, nếu mà họ làm những cái dàn giáo mà nhiều quá nó che chắn đi thì người ta sẽ không thấy được tượng Trần Hưng Đạo. Cái điểm nhấn cái đó nó đối diện với tượng Trần Hưng Đạo. Cũng như là cái bến tàu cao tốc Green Line đó, nếu mà làm nhà hàng rồi làm cao lên đó, thì nó sẽ che đi cái hướng của công viên, cũng như là những cái cao ốc, những cái tòa nhà khách sạn chạy dọc theo bờ sông. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhận định hôm nay. Ở phần tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Ý kiến bạn đọc. Mời quý vị cùng theo dõi. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.